trong tim là thấy đàng hoàng là cái gì nó cũng ok hết chứ nên thấy được con rể con. Sau 9 năm thì Săn thấy Săn hợp với mẹ Mai cái gì nè? À dạ, về cái quan niệm sống là lúc nào má cũng vui cười, như anh thấy bây giờ cái năng lượng lúc nào cũng dồi dào rồi. Ba còn hơn nữa, ba còn ngoại hình còn to hơn má nữa, cơ bắp chuẩn luôn á. Lúc nào cũng năng lượng hết á. Ba má mặc dù xa hai người con ở thành phố, sống ở thành phố hết luôn, ở Sài Gòn hết luôn, nhưng chỉ có ba má ở trên đó thôi. Ngày hôm nay chúng ta không gặp mẹ chồng nàng dâu mà chúng ta sẽ gặp mẹ vợ con rể. Con chào cô. Chào chị Phương Mai, chào Quỳnh Săn ha. Dạ. Chắc có lẽ chúng ta cũng gặp nhau trong một chương trình nào rồi. Dạ, bây giờ mình lại gặp là với tư cách là con rể của mẹ Mai hả? Dạ. Xin mời chị Mai giới thiệu về mình cho khán giả cùng biết ạ. Chị chào MC Quyền Linh. Dạ, chào chị. Cô chào MC Lê Lộc. Cô chào cô. Cô là Đặng Thị Phương Mai. Nơi cô ở là Buôn Mê Thuột. Dạ. Là cô kinh doanh tại nhà những hàng đặc sản của Tây Nguyên. Wow. Cà phê, cacao. Nghe là hấp dẫn rồi đó. Mật ong, hoa, cà phê. Wow. Sáng nay chú uống cà phê đó. Cô có một cái ship không? Có ship không cô? Cô ship nơi nào cần là cô sẽ tới tận nơi. Hay quá. Cà phê cà cao là buôn mê là ngon lắm á. Rượu cần Tây Nguyên. Rượu cần chú uống đã say ha. Uống rồi mới biết say hoài không ra. Hay, chào đón chị đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Rồi, chào Săn. Đang giới thiệu với mọi người cùng biết đi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào Lê Lộc, cũng là má. Hôm nay là em đến tham dự chương trình với má, em cũng rất là vui. Bởi vì chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, nhưng mà hôm nay đặc biệt là chàng rể và mẹ vợ. Em là, nói chung là cũng có rất là nhiều điều muốn nói với má, nhưng mà không có dịp nào để mà tâm sự hay là chia sẻ. Thông qua chương trình thì em rất là vui để ngày hôm nay sẽ có những cái bí mật gì đó sẽ được bật mí cho má biết nhiều hơn. Dạ. Rể Đắk Lắk Buôn Mê Thuột bao lâu rồi? Dạ, em làm rể Đắk Lắk Buôn Mê Thuột là được 9 năm rồi. Wow. Anh là có mấy bé rồi? Một bé cũng 9 tuổi luôn. Wow, yeah. Đầu năm cưới là cuối năm là sinh em bé. Anh ơi, cái lần đầu tiên mà khi anh gặp mẹ vợ tương lai đó, nó vào cái dịp nào và cái cảm giác của anh như thế nào? Cái dịp đầu tiên, lần đầu tiên gặp ba mẹ vợ luôn. Lúc đó thì kêu bằng cô chú thôi. Dạ. Không dám kêu là bác nữa. Dạ. Tại vì lúc đó rụt rè và nhát lắm. Khi mà vợ là tốt nghiệp đại học sư phạm. Dạ. Lúc đó là hai chồng là quen nhau cứ như là mới có mấy tháng thôi. Rồi cái là đi dự lễ nhận tốt nghiệp ở trường đại học sư phạm. Dạ. Thì lúc đó vô thì thấy hai cô chú là ba má bây giờ, là cô chú là ngoại hình bự quá, bự con, thấy là em thấy là sợ. Mập luôn đi. Bự dạ, lúc đó mẹ ốm chứ chưa mập. Không, em thấy cô cũng vừa hả, tại vì anh hơi nhỏ con xíu. Thì giống như là chú với con ngồi cái bên thấy chú mập thôi. Dạ. Cái chú mà ngồi với chị đây thì cũng được đó. Đúng không? Dạ. Lúc đó là nhà em là ai cũng nhỏ con với lại thấp người. Thấy ba mẹ là bự con quá, thấy bự con rồi sợ, không biết là ba mẹ có chịu mình không. Nhưng lúc đó là ba mẹ thấy là có cái anh đi chung. Ba mẹ nghĩ là cái anh đó là cái anh là bạn trai của vợ em, chứ không phải là em. Dạ. Thì là vợ em là cao hơn em đúng không? Dạ, chiều cao là bằng. Thấy chưa? Chiều cao bằng hả? Bằng nhưng mà nhìn mang guốc lên mới hơn. Đúng rồi, mang giày vô là cao hơn liền. Chiều cao bằng là thua rồi. Con gái mang guốc rồi con hiểu rồi đó. Mang cả tất cả thước luôn á. Không, giờ nhiều người cũng vậy lắm chú, con cũng vậy mà. Rồi sau đó là không để ý luôn tới con luôn. Tới em luôn hả Săn hả? Dạ đúng rồi, không để ý luôn. Nhưng mà cái lúc mà anh gặp mẹ lần đầu anh thấy mẹ là chỉ bự con thôi hả? Bự con. Tính tình mẹ thấy đẹp, sao? Đẹp, dễ thương. Mẹ đẹp, ba mẹ đẹp lắm, ai cũng to, tập gym mà. Nhiều lúc sợ không? Dạ em sợ mà, sợ. Lúc đó em sợ là không biết mẹ có chịu không. Với lại là bự con lắm, nguyên dòng họ ở trên xóm có ba mẹ là ai cũng bự con. Chị kể Linh nghe, lúc đầu mà gặp con rể chị mới thấy Săn nè cũng hụt hẫng là sao. Thấy tự không ngờ, đồng đâu nghe con bé nó kể về yêu người này người kia đó Linh. Là em 30/4 là dịp lễ đầu tiên. Rồi cái vợ là giấu từ khi mà quen cho đến khi là lên nhà một lần đầu tiên. Lần sau là về là năm sau là dặm hỏi là cưới luôn á. Lúc đầu em nói chung là em nhiệt tình đến nỗi là thấy gì cũng nhảy vô làm hết. Lau nhà, quét nhà luôn. Ví dụ như là về thấy má làm gì á cũng nhảy vô xin làm hết. Còn bây giờ lười biếng hơn xíu. Lúc chưa cưới thì lúc chưa cưới siêng năng lắm, không để làm như lúc đầu nữa. Được nước đầu thôi. Giữa hai gia đình thì cũng không biết nhau nữa. Kiểu như nhà với Long An của Săn là rất là xa. Mà chỉ đến khi đám cưới mới biết nhà em thôi.
đám cưới biết giấu. Vậy đó hả? Giấu tới đám cưới luôn. Dạ đúng rồi. Ở huyện nào? Dạ ở huyện Đức Hòa, nhưng mà ở trong khu kinh tế mới á. Cái khu mà nước phèn rồi đó dạ, hả? Đúng rồi, nước trồng chanh đó hả? Dạ đúng rồi, trồng mấy cây năng rồi. Dạ. Nhưng mà lúc mà đầu gặp Săn thì Săn hiền lành, thật thà. Trước tiên là chị thích cái tính là hiền lành trước. Dạ. Và chồng mình cái quan điểm là chị thích những tính cách như vậy thôi, chứ còn giàu nghèo là không quan trọng với vợ chồng mình. Thì lúc mà đi hỏi cưới thì bé Na vợ Săn á, nói hôm nay con sẽ cho dòng họ đi một chiếc xuồng. Chứ mình cũng không tưởng tượng là chiếc xuồng như thế nào. Chưa bao giờ đi xuồng luôn. Chú trên cao nguyên thì mình trên núi mà. Xong bắt đầu xuống là thấy gắn bông rồi, kể như là cô dâu chú rể rồi. Mà hôm đó trên dòng họ nhà mình lên xuống 20 mấy người, đâu phải ít người. Xuống rồi cái chồng trời leo xuống vào đi xe tới đó là đi gần giữa đường để đi xuống một cái con xuồng á. Thì ông xã ổng đúng là thương con, mà càng đi vô sâu thì càng nó càng vô cái giống như là cảnh rừng á, càng vô sâu càng đau tim, càng đau tim, càng là cái sự lo lắng mình càng lo. Bắt đầu ông xã kể như lặng luôn, kể như không nói gì, cái chân là chỉ sợ là cái lắc lư gì là sợ. Bà con có ai nói gì nữa? Bà con thì vui nhưng mà ước đầu tiên đi mà ai cũng vui hết á, ai nó chờ đi cái cảnh này không chưa giờ có, chỉ có đám cưới Săn mới được đi thôi. Chỉ có ba mẹ là lo thôi. Dạ, ai cũng vui chỉ có ba mẹ. Con gái mình đi sâu quá, đi xa quá. Xong rồi vô thấy cái rạp đám cưới thì giống như là bà tiếp bà chú lùng ấy, là cái rạp kể như làm cái chỗ mà đứng lên sân khấu là vòng tròn thôi, kiểu như là nó nhỏ. Nó nhỏ thôi nhưng mà nhìn dễ thương, nhưng mà kiểu như bà tiếp bà chú lùng sao vậy đó, trong cái cảm tưởng mình. Hồi không chạnh lòng là sao thương con. Bắt đầu là gửi gắm lúc mà đám cưới về ra đi là khóc sướt mướt luôn. Ông xã ông khóc từ lúc mà xuống tới nơi là khóc, lúc về đến Đắk Lắk luôn, từ Long An về đến Đắk Lắk luôn. Xong rồi ngày đó là đám cưới lần thứ ba là ở Sài Gòn tổ chức bạn bè thì ngày... Trời, tổ chức ba chỗ luôn vậy đó hả? Dạ ba chỗ, lúc đó nghèo nhưng mà chơi xa. Xong em biết là sao, xong trên đi lúc mà đi xuống thì hai vợ chồng cũng sắp xếp đi máy bay xuống, để cách nhau có mấy ngày gần Tết nữa. Thì lúc mà lên sân bay hạ máy bay xuống thì thấy hai vợ chồng đứng vẫy tay cứ chào mẹ từ liêu hồ đó. Ông xã ông chấn an lại, ông thấy con mình như vậy là thấy cũng hạnh phúc mà cũng vui vẻ nha, về rất là vui. Từ đó là mình thấy về là rể mình là hai vợ chồng rất là thương được là cái tính hiền lành, hai cái tính thật thà nữa, có sao nói vậy chứ không có một cái gì là bên xui gia với mình nữa. Mình rất là thương, giống như là anh em một nhà luôn chứ không phải là xui gia nữa. Khi mà về làm rể như thế nào? Nói chung là ba má là thương đến nỗi là khi mà làm rể, về làm rể là má nấu ăn ngon lắm. Từ cưới cho đến bây giờ là em với mẹ má vợ em là không có một cái gì gọi là mâu thuẫn, không có cái gì luôn á. Mà chỉ có cái một điều là vui cái là gần đây thôi, làm gì làm nha, ở nhà là vui vẻ nhưng mà ra đường em mà chở má em cái một á là bị giật đồ, hai là bị công an bắt. Trời đất ơi, sao kỳ vậy? Một là em chở má là bị giật một lần, em đón má từ Buôn Ma Thuột xuống là bị giật trong lúc 4:30 sáng. Má té luôn mà kiểu như mặt không còn cái gì luôn á, kiểu như chú Linh đến xong té kiểu như cô đang ngồi mà nó giật cái té xà xuống là kiểu như không biết mà té văng ra đường mà nó còn quay lại nữa. Mà đúng là ngày đó bé nó định nó mua chung cư á, mà mình ngày đó mình ngân hàng nó còn nghĩ nó thôi kệ sẵn tiện cầm xuống cho cháu luôn, mà sao mà bị một ngày đó cái giật nó quay trở lại nữa. Nó quay trở lại. Vậy tính ra anh cũng gọi là thân thiết, dễ kết thân nối lắm. Trò chuyện với mẹ đúng hả? Thương như con trai vậy á. Má xem như con ruột vậy đó. Thương lắm. Kể cả tiền hay tài khoản gì má chuyển vô anh chứ không có chuyển vô hai người con ruột luôn. Trời đất ơi vậy đó hả? Đúng rồi. Kể cả số tiền lớn luôn á. Hôm đó kể như là cần mua một cái nhà ở trên Thanh Đa. Dạ. Xong chị mới lên ngân hàng, chị nói thôi chuyển cho cái tài khoản này cho người tên này. Xong cái chị ngân hàng chị nói nhưng mà cô con hỏi là cô chuyển cái số tiền lớn nha cho ai vậy? Cô nói cho con rể cô. Ủa con chưa bao giờ thấy ai mà chuyển số tiền mà cho con rể và số tiền như vậy á. Cô nói thôi an tâm, lần sau chuyển thêm một lần nữa cũng là con rể luôn. Xong mấy người đó sao cô tin tưởng con rể cô quá vậy? Cô nói là nói chung là trong tim là thấy đàng hoàng là cái gì nó cũng ok hết chứ nên thấy được con rể cô. Sau 9 năm thì Săn thấy Săn hợp với mẹ Mai cái gì nè? Dạ về cái quan niệm sống là lúc nào má cũng vui cười như anh thấy bây giờ. Cái năng lượng lúc nào cũng dồi dào rồi. Ba còn hơn nữa, ba còn ngoại hình còn to hơn má nữa. Cơ bắp chuẩn luôn á. Lúc nào cũng năng lượng hết á. Ba má mặc dù xa hai người con ở thành phố, sống ở thành phố hết luôn, ở Sài Gòn hết luôn, nhưng chỉ có ba má ở trên đó thôi. Nhưng mà sống rất là vui tươi, lạc quan lúc nào năng cũng lượng là, tích cực nhiều năng ha. Tích cực nhiều lắm nên em học hỏi nhiều lắm. Hồi xưa là em hay tiêu cực. Tại vì xuất thân từ nông dân mà ba mẹ làm ruộng nên là em cũng hay tự ti. Như em gặp anh chương trình anh Linh nói chương trình khác thì cũng vậy đó em, cái tính em tự ti đến giờ. Thật ra anh với em á cũng cùng chung xuất phát điểm đó,
cũng là nông dân nhà nghèo khó khăn lên thành phố mưu sinh này kia. Anh gặp Sang rồi, vấn đề chỗ là nếu chúng ta có những năng lượng tích cực á, chúng ta lạc quan á, thì sẽ gặp rất nhiều điều may mắn. Chứ mình cũng đừng nghĩ mình quá bi quan, mình con nhà nghèo làm ruộng này kia rồi mình bi quan quá. Cái bi quan đó nó không chỉ có mình chịu mà vợ con những người xung quanh cũng ảnh hưởng luôn, thì gần như một cái bầu trời không khí bi quan đó nó lan tỏa, là lúc đó thật ra mình cái phong thủy nó không có tốt luôn. Thật ra anh gặp ai vậy, ai mà bi quan anh bực mình lắm. Anh luôn luôn truyền những năng lượng tích cực cho họ hết. Ngay cả mình ngày xưa mình nghèo mình khổ vậy đó, mà nếu mình bi quan thì chắc mình không được như ngày hôm nay đâu. Vậy thì càng ngày thì mẹ vợ với lại ba vợ truyền em những cái năng lượng tích cực đó, những cái lạc quan đó, cái đó là số một trong cuộc sống này. Và anh nghĩ rằng là em cũng nên giữ những năng lượng đó truyền lại cho nhiều người, đặc biệt là những cái hoàn cảnh giống như mình, xuất phát điểm như mình, họ càng bi quan là họ càng khổ thôi. Rồi cảm ơn ba mẹ vợ đã truyền năng lượng tích cực cho mình, hôm nay mới tươi tỉnh đúng không? Cái quan điểm của chị á, nói chung là chị thấy tích là biết lo, vợ chồng sống biết nhường nhịn, biết hạnh phúc, biết chia sẻ là những cái điều mà cha mẹ nào cũng tích con như vậy á. Còn cái chuyện mà dù có tiền mà không có cuộc sống hạnh phúc thì cũng không nên, chứ mình không có thích người ta nhìn mình sống, mình phải nhìn xuống, đừng bao giờ có nhìn lên hết. Tại vì cái nhìn lên đó là không bao giờ làm được cái gì, con phải nhìn xuống, con sống như ai sống được là mình sẽ sống được. Đó là cái điều mà cô cứ nói cái năng lượng cho hai vợ chồng của Sang và Na như vậy đó. Nói vậy thì quá tốt rồi. Nhưng mà cô ơi, cô để ý xem là anh có những cái tật xấu gì không cô? Không có tật xấu á, không, kể như lâu lâu thì không biết hai vợ chồng nhưng chắc cũng nói qua đó lại, nhưng mà vợ thì làm về mệt. Má ơi, con vợ con hay lằn nhằn, anh ấy cô lằn nhằn thì nó mệt đó con, thì từ từ mình về cái lằn nhằn của sao đó con. Chuyện những cái chuyện gì thôi chú Linh, chứ còn cái chuyện mà mệt thì vợ chồng nó dậy về nó bề bộn con thì chưa rất kịp nè, hay là công việc nó áp lực ở công việc thì về nó cũng hơi mệt thôi, vui lên đi rồi từ từ, không làm được buổi trưa thì chiều về mình làm. Cái gì đâu con, không có gì hết, chỉ có là cái những cái gì mà mình không giải quyết được á thì mình mới khổ thôi, còn cái gì mà vợ chồng giải quyết được cái chuyện nó bình thường. Mới có mét mà vợ nó cằn nhằn hoài hả? Không, lâu lâu cũng xuống một mét nhưng mà cô thì không bên con, mình nói thì nói nhưng mà gặp riêng con gái mình cũng dặn dò con như vậy là không được, về nhà mình phải vui thì cái trong nhà mới vui được chứ, con mệt mà con về con đổ trong nhà thì không được. Vậy chị không nói mày mét chi, tao xưa tao cằn nhằn, ba mày còn hơn nó cằn nhằn mày nữa. Cằn nhằn á, Linh hay nói á, cằn nhằn càm ràm đó là đức tính của phụ nữ rồi. Có lúc đầu mình thấy khó chịu nhưng từ từ á, không có cằn nhằn mình lại buông. Nhớ cằn nhằn là những cái tiếng chim hót trong bụi bạn gái mà. Có gì đâu. Thôi mình nghĩ tích cực là tích cực thôi. Vậy chỉ có mét vậy thôi đó hả? Chuyện vậy thôi. Có gì có tật xấu gì nữa không cô? Không, rất là hiền, nói chung là trên cả tuyệt vời. Giờ cô nói là thôi giờ con khỏi là con rể, như là con trai luôn đi, nếu như nói chung là mình có sao mình nói vậy thôi. Mình đã lên chương trình này là mình đã một là một cái sự góp ý, để nhiều lúc những cái gì cô không nói được con có thể cô nói trong chương trình này đúng, nhưng mà không thể nào nói được, tại có thì mới nói chứ không có sao không cô có nói được đúng không? Nhưng mà rất là tuyệt vời, thương cái hiền lành thật thà, là một biết sống mà thương em út trong gia đình nữa, cả một dòng họ rất là quý. Mặc dù mình nói chú Linh chứ còn cái cuộc sống kinh tế thì mỗi gia đình mỗi cảnh hết, thành ra nhưng mà mình sống sao mà mình phải hòa hợp, là cái đều là vợ chồng của chị mong muốn nhất thôi. Nhiều luôn, kiểu như cô lúc mà về làm rể cô cũng hay nói con ở nhà con mặc áo quần khổi sao biết, nhưng mà bước con bước về ở trên Đắk Lắk này là hai vợ chồng bảy con cái phải ăn mặc tươm tất nha má, mọi người đều nhìn lâu lâu về chơi lên và đều nhìn chứ con cái người ta làm ăn như thế nào, hai là cách sống, ba là cách giáo dục con, chứ lúc mà về mà tự nhiên thấy không tươm tất là cô không thích cái đó. Mỗi lần mà má vợ góp ý vậy em lúc đầu em có bị buồn không? Lúc đầu thì em cũng lúc đó tự ti mà là em cảm thấy là hơi tự ái xíu. Tại vì mình cũng ăn mặc cũng lè phè nữa. Hồi xưa là em hay làm á, em mặc đồ bình thường lắm, bình dân lắm, mà khi mà lên sân khấu thì em mới chuẩn bị đàng hoàng đó, nên cái tính vậy nó cũng sau này má nói nên là em thay đổi đó. Thêm cái nữa là hồi xưa là mấy ngày sinh nhật này kia, ví dụ 8 tháng 3 hay là 20 tháng 10, dù những ngày đó là nhà em không biết gì luôn, đến mẹ em là đến giờ là coi như mẹ ruột á, ba ruột cũng vậy, ít khi nào mà em chăm sóc những ngày đó luôn, thậm chí không biết ngày sinh của ba mẹ luôn. Nhưng mà khi mà về với ba má là từ cái nhỏ đó mà lan tỏa cái hạnh phúc đến với gia đình em, nên em bắt chước nhiều lắm. Sau này mới về nhà đây mới quan tâm đến mẹ ruột, ba ruột ha. Tổ chức cho mẹ ruột 60 tuổi, lúc là 61 tuổi em mới tổ chức luôn, là cái bánh kem đầu tiên của mẹ. Trời ơi, mà đến giờ là chưa biết cái ngày sinh nhật của ba mẹ luôn, ba mẹ lấy ngày 1 tháng 1 chung nhau luôn.
Thành ra là nhờ mẹ vợ mà con rể thay đổi rất là nhiều. Mà thay đổi theo hướng tích cực á chứ. Dạ đúng rồi. Ừ. Cô cũng hay nói Linh biết không? Là làm như làm những ngày lễ 8 tháng 3 hay là sinh nhật con cái mình phải để cho con có một cái dấu mốc. Dạ. Như nữa, chứ còn không có thể nào vậy, tự nhiên dù con không làm gì nhưng mà vẫn có một bình bông là ngày đó là sinh nhật hay là một vị trái cây cũng không cần phải làm. Đúng rồi, như đọc là kiểu xúc động hết chú Linh. Mình phải làm một cái gì đó mà những ngày đó là những ngày để mình khắc trong đầu mình những cái gì mình cần nói, xong này con sẽ nhớ những cái mốc đó. Lúc đó má mình viết cho ba mình như vậy để đó là những điều con mình học hỏi sau này. Và sẽ truyền lại cho con cháu mình nữa chứ không phải đâu chú Linh. Nhiều lúc là đi học đến trường nhưng mà lâu ai truyền được cái đó đâu, chỉ có sống trong gia đình để truyền lại những cái năng lực tích cực cho con mình thôi. Thật ra là em có một bà mẹ vợ rất là tình cảm, thậm chí cũng rất là lãng mạn, thậm chí cũng rất là sâu sắc luôn. Tất cả mọi thứ gần như là em thay đổi khi về làm rể. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Rồi thôi bây giờ mình mời vợ của Săn vô đi. Mời em gái vô đây nào. Trưa nay có cần nhằn trọng gì không? Dạ em chào chị. Dạ anh mời chị ngồi. Dạ. Sao cần nhận gì mà ông xã không phải mét má gì? Dạ đâu có gì đâu, thì tính em cũng thẳng tính, có sao nói vậy. Em thấy về mà thấy nhà cửa còn bừa bộn là em càm ràm thôi. Với lại nhiều khi mà mình đang mệt thì lúc đó cái trường năng lượng của mình nó đang giảm, mà gặp chồng mình lúc đó mà còn tự ti nữa thì mình sẽ rất là bực. Đúng rồi. Cho nên là mình sẽ càm ràm. Đây là từ năng lượng giống mẹ luôn. Ý, tính y nhau luôn chú Linh. Năng lượng nó tốt mà mạnh cả nhà mẽ luôn, nữa. Cả nhà luôn. À, cả nhà luôn. Con này cũng hiền lành nhưng mà thật ra là đôi khi nó bị trùng. Yếu đuối hả? Yếu đuối chút lắm. Mạnh lên. Tự ti cái... nữa. Chắc tại vậy cho nên là phải gặp ảnh, giống như sứ mệnh của em là phải gặp ảnh. Phải cân bằng lại. Để kéo ảnh lên. Cho nên nhiều người không, nói là nói. Anh này sợ vợ. Nhưng mà em nghĩ không phải là sợ vợ mà là ảnh tôn trọng vợ. Và ảnh nể vợ mình, tại vì vợ mình nói đúng thì mình phải nghe thôi. Kệ em ơi, vợ mình sợ ai, đúng không? Giống chú Linh nè. Chú Linh có gì đâu, vợ mình sợ gì đâu mà. Vợ nóc nhà là nó muôn thuở rồi. Dạ. Mình có chống lại vợ mình hơn vợ mình cũng được gì đâu. Dạ. Thôi kệ, nhường đi. Dạ. Thôi ta đứng lại, nhường đường em qua. Rồi trong cái chuyện mà giữa con rể với mẹ vợ đó, có bao giờ em đứng ở giữa mà khó xử không? Thật sự mà nói thì em chưa bao giờ khó xử giữa mẹ với lại là anh Săn. Bởi vì anh Săn cái ưu điểm của anh là chất phát thiệt thà. Mà cái điều đó là mẹ em đánh giá rất là cao. Có nhiều gia đình thì người ta sẽ cảm thấy ngại khi mà để cho con rể với mẹ vợ. Ví dụ như em đi làm đi thì hai mẹ con ở nhà nhiều khi ngại, sợ chung nhà rồi ngại không biết nói chuyện gì. Nhưng mà hai mẹ con này ở nhà rất là hạp, rất là thoải mái. Má nấu cơm cho con ăn, nói chung là rất là thoải mái, cho nên em chưa bao giờ khó xử. Nhiều khi em nóng tính, em có chuyện em nóng tính, em nói chuyện với má mà anh thấy không được thì anh còn khuyên răn em. Đó là lý do vì sao mặc dù anh tự ti, anh có những cái nhược điểm nhất định, nhưng mà một số cái ưu điểm của anh thì em thấy không phải dễ gì có được. Ví dụ như là đối xử với ba mẹ vợ, cái cách ảnh đối xử với nhà em như thế nào, ảnh thương ba mẹ em như thế nào thì mình đều cảm nhận được hết. Và từ lúc đó mình cũng sẽ tự nhìn lại bản thân mình phải đối xử với ba mẹ ảnh như thế nào. Đó là cái cách tốt nhất, chỉ có nhìn qua hành động, cảm nhận và mình đối nhân xử thế thôi. Đó chính là những sợi dây liên kết trong gia đình. Nhưng mà với góc nhìn của chị thì chị thấy là giữa mẹ chị và bà anh chồng á, còn một chút xíu điểm gì nó khác biệt không? Không, mình thấy là không. Chắc chắn là tuyệt đối luôn hả? Tuyệt đối, mình cảm nhận được. Mình cảm nhận được cái đó, mình cảm nhận được. Nhiều người người ta sẽ nói là chắc là không phải đâu. Nhưng mà mình cảm nhận được. Bởi vì anh Săn lúc đầu anh tự ti. Mẹ mình cũng cảm thấy anh tự ti như vậy, mẹ mình cũng thương. Anh này thiệt thà lắm. Mày nhiều người giận. Sẽ người ta tìm cách che giấu cái nghèo, cái khổ của mình. Nhưng mà không. Khi mà hỏi anh nói gia đình anh khó khăn vậy, anh nói một cách rất là thoải mái. Cái đó nhiều đó vậy, tại vì lúc đầu khi mà lấy ảnh về thì bà con lối xóm, em ở ngay chợ mà bà con lối xóm cũng nhìn vô kêu con bé này cũng được, cũng học hành đàng hoàng mà chồng nó vậy rồi sao. Cho nên em thì không lo, nhưng mà em chỉ lo ba mẹ em ở nhà là sẽ buồn. Nhưng mà sau một thời gian em thấy cái chuyện đó không có gì để cho mình phải lo lắng hết. Bởi vì chồng mình đối nhân xử thế như thế nào, ảnh đi ra chợ đi đường cúi chào, và nhiều khi thấy ảnh vậy người ta lại thương hơn. Còn giờ có nhiều khi á, nhiều nhà người ta đám cưới lúc nào người ta cũng kêu là thằng này là ngon lành lắm, giàu lắm, nhưng mà đâu thôi sau 1-2 năm sau thấy là rụng nụ hết à, gia đình tan đàn sẽ nghé hết à. Còn thằng này tuy nó nghèo nghèo vậy mà nó bền, thấy nó vẫn đối xử với cha mẹ đàng hoàng, thấy nó vẫn sợ vợ thường xuyên thôi vậy cũng ổn ha. Cho nên là ba mẹ mới thấy an tâm kệ nó.
Tại vì bây giờ là thời trẻ rồi, không phải như thời xưa nữa. Em cũng có thể tự chủ kinh tế, ảnh cũng vậy. Chỉ là ảnh tự ti thôi, cái tự ti trong con người thôi. Thì hy vọng cái xuất phát điểm thì không ai thay đổi được, nhưng mà mình phải lạc quan lên. Từ từ mình sẽ lạc quan lên. Tại vì cái năng lượng tích cực nó sẽ kéo theo nhiều điều may mắn. Với lại là nó sẽ làm cho những người xung quanh mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Thì tốt rồi em. Thật ra cái điểm tốt của em nhất là sợ vợ thường xuyên đó. Anh cũng thích cái quan điểm đó. Cái điểm đó là các cô, các chị là rất là yêu thương luôn. Nhớ nha các ông chồng, sợ vợ thường xuyên, cứ giữ vậy đi. Tôi sợ hoài luôn cũng được nữa, không sao hết trơn á. Trở lại với cái câu chuyện mà em tự ti đó. Vì thì sau khi mà lấy vợ rồi thì mẹ vợ có chia sẻ, có hỗ trợ gì trong cái việc gọi là nâng cái cách nhìn của em với tự ti gia đình? Hay là có hỗ trợ vì bên gia đình của ba mẹ ruột của mình không? Nhưng mà cô ơi, con thấy là cô hỗ trợ anh về mặt tinh thần rất là lớn. Vậy thì những cái lúc mà anh khó khăn thì cô có hỗ trợ một chút xíu nào về phần kinh tế không? Tôi cho tiền mua nhà nãy đó, tôi chuyển tiền vô tài khoản đó, số tiền lớn luôn đó. Trời ơi, không mua nhà ở Thanh Đa đó, xong cái dịch cái bán luôn. Trời ơi, chuyển tiền vô tài khoản con rể đó, chuyển hai lần đó con. Con lúc mà dịch tới 2 năm á, nói chung là mình tạo điều kiện cho con mình. Mặc dù dịch như này là cô sẽ tạo điều kiện, con cần gì thì má sẽ đóng hàng gửi. Mà hồi đó tắc lắm. Thật ra vợ nó cũng giỏi đó, thật ra vợ nó một người rất là năng động luôn. Xăng thì chắc nó chịu khó, chịu thua chịu khó. Đúng rồi. Thì với cái tính cách mà hai vợ chồng họ bổ trợ cho nhau vậy thì anh tin là một ngày nào đó tụi em cũng sẽ khá giàu đó, nếu bán mặt ong với lại. Dạ, hiện tại mẹ em vẫn là trụ sở chính. Nhờ mẹ vậy á, tụi em là phải phát triển thôi. Có hậu phương nó vững quá rồi. Vấn đề giờ mình chịu khó. Bây giờ nếu mà chúng ta trúng thời đó thì cũng giàu lắm. Giờ đó mẹ lại gian lọc bán online mà giờ giàu cứ mua mấy cái nhà. Đâu có, cũng ế lắm á chứ. Lúc ế lúc không. Dạ, cũng lúc ế lắm á. Dạ. Giờ thấy cũng mua nhà mà cửa giàu lắm. Đâu đang rau bán. Tôi hỏi gì tôi bán rồi trời. Kỳ vậy. Có một cái con thắc mắc vậy, cái lúc mà chị đi xanh rồi đó, chắc ăn xăng anh người lo hơn mẹ chị nữa hả? Không. Mẹ là lo nhất. Lúc mà chị đi xanh á, tại vì ảnh là làm MC, lúc đó ảnh đang đi show. Trời ơi, có khi là người ta thăm con xong hết, ổng còn chưa thấy mặt con nữa mà. Đang làm chương trình. Dạ, đang làm chương trình. Đang làm Đà Nẵng luôn á. Lúc đó chỉ có má với lại mẹ chồng với lại em trai thôi là túc trực lúc đó, chứ còn lúc đó ảnh đi đi làm rồi. Nên giờ lâu lâu lèm bèm em hoài như đó. Để xui sáng hôm đó là em cũng mệt nữa, cái trễ chuyến bay á, Vietnam Airlines là trễ nên em phải mua Vietjet, là phải chờ thì mấy tiếng nữa mới bay được. Ngủ về chị trễ. Nghề nghiệp em ơi, xưa giờ anh Sang đang còn miền Trung mà. Nghề nghiệp mình kiếm tiền thôi đúng không Sang hả? Cái này thì anh Binh nó được. Cái này mình phải thông cảm đúng trong rồi, cái nghề nghiệp phải thông cảm với cô. Thật ra là làm nghề nghiệp nghệ thuật rồi, đôi khi nhà mình có gì mình không về được luôn. Lỡ hợp đồng không có gì, đền hợp đồng chết luôn á. Dạ. Mẹ mất mà đâu về được đâu. Mẹ mất ngày mẹ mất là người xong mấy mấy. Mẹ mất là em tội. Lúc mất là em đang 21 giờ trên sân khấu. Là ai cũng biết rồi, mẹ em biết, vợ em biết rồi, anh em ở dưới sân khấu biết, mà không ai nói em làm xong em mới biết. Đó, như Hiếu Hiền đó, biết rồi mà vẫn phải lên sân khấu diễn cho nó hết luôn với vợ đó. Thật ra đó là một trong những cái nghề nghiệp thôi, mình phải chịu thôi. Vấn đề còn lại là nếu gia đình vợ hiểu, người thân mình hiểu là được rồi. Đó là vì công việc chứ không phải là mình cố tình như vậy. Cái như là từ ngày về làm trẻ cô nó là 9 năm. Nói chung là những cái gì cô cảm nhận và đã thấy trải qua đều là tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời luôn. Cô đã từng nói đúng là đứa con trai của má. Vậy thôi. Tại vì những cái gì mà góp ý mình đã thấy không có. Tại vì đều hiền lành và tất cả đều được hết. Thành ra không có gì vậy chú Linh. Thành ra hai vợ chồng như lúc cùng hồn nói, mình sống như vậy thì trời đã cho mình hai đứa con cũng tuyệt vời, và đứa dâu và đứa rể cũng tuyệt vời rồi. Đất đều mong muốn nhất của vợ chồng mình rồi. Vậy thôi chú Linh. Thật ra chị không có một cái kim chỉ nam nào cả. Không có một kế hoạch nào để xây dựng cái mối quan hệ giữa mẹ và con rể cả. Mà tất cả đến từ trái tim của mình. Con như là con. Đúng con rồi. Nhưng mà em thì có kinh nghiệm. Em đứng dậy em có rút ra kinh nghiệm. Sao chị? Đó là giữa hai gia đình đều có điểm chung hết. Ví dụ như là giữa con dâu và mẹ chồng thì điểm chung là ông chồng. Còn giữa ông chồng với lại gia đình bên vợ thì điểm chung là người vợ. Chỉ cần mẹ em cảm nhận được thấy ảnh thương em là mẹ em sẽ có tình cảm với ảnh. Và mẹ ảnh mà có cảm nhận em thương ảnh và lo cho ảnh thì mẹ ảnh cũng sẽ thương mình. Có nghĩa là mình sẽ tập trung vào điểm chung, mình phát triển điểm chung. Có nghĩa là
chồng em chỉ cần thương em và em chỉ cần thương chồng em là tự động hai gia đình sẽ hòa hợp. Đó. Vẫn đi làm MC luôn được rồi đó. Không phải, tại vì đó là mình em rút ra như vậy luôn á. Tại vì nhiều khi em thấy em với ba chồng em đâu có nói chuyện gì đâu ta, mà mình thấy cũng mến ổng chứ. Mình cũng không có thời gian nhiều để tiếp xúc với mẹ chồng. Em đi làm trên này, mẹ chồng em ở Long An chẳng hạn đi, vậy thì cầu nối là đâu, là con là cháu thôi, chỉ cần nhiêu đó thôi là đủ, không cần nhiều. Lại là mẹ vợ càng thương con của mình thì em lại càng thương mẹ vợ, đúng không? Dạ. Ngược lại thì con rể nó thương cháu nội mình thì cháu ngoại mình thì mình lại càng thương nó. Đúng rồi. Rồi tất cả mọi thứ chúng ta đều kết nối từ những thành viên gia đình với nhau, càng có sự kết nối nhiều thì cái tình yêu thương nó lại chan hòa nhiều hơn nữa. Chúc mừng cho những mối quan hệ tuyệt vời như vậy. Ha, cảm ơn gia đình rất là nhiều. Dạ. À, một câu chuyện rất là dễ thương. Uống rồi rớt cái gì hộp cơm gì nó mới quét. Bữa nào quét. Bữa nào chị nghĩ ra một cái câu chuyện là cô dâu quét nhà, quét hết cái nhà luôn. Rồi cái có câu việc gì cảm động á, nghĩ ra cái bản cho nó quay TikTok. Nó quét cho chị coi nè. Nó quét nó không còn cái gì luôn. Bởi vì nhiều khi nấu cũng đi nó về đây nay 2 năm rồi mà cái nhà nó quét chưa hết nữa. Là sao kỳ á, nhà chưa quét hết. Nó ở chỗ nào quét chỗ đó hả? Nó ở chỗ nào nó quét, nó ở chỗ nào quét chỗ đó. Tại nhà thì có cái nhà thờ ở đằng trên á, thì nó chật lên, thấy ít không có ai lên trển hết nè. Con không khi nào cũng lên trển, ở dưới nhà sau. Vậy thôi thì nó khỏi ở, khỏi quét đúng không? Nghĩ cũng đơn giản ha. Thật ra thì bé cũng còn nhỏ, còn trẻ khi lấy chồng này, bé cũng chia sẻ rồi. Lấy công việc của bé hiện nay nó đang gọi là đang thịnh hành đó. Nó đang đeo đuổi chuyện đó, nếu mà nó thành công cái việc đó thì chắc có lẽ nó sẽ đền bù cho mẹ chồng rất là nhiều luôn. Còn nó không thành công thì chắc cũng không có bù gì đâu. Lỗ thôi, luôn không còn lỗ luôn. Còn lỗ luôn á. Lỗ nhiều lắm á. Thôi sẽ thành công thôi. Tôi nghĩ rằng nếu mà đam mê, cố gắng thì nó sẽ thành công thôi ha. Bây giờ thì Tinh Tôn ở chút nha, có ai ngồi ai thế? Đúng rồi. Con ra con mời vô đi. TikTok con ngay là được nhiều người coi rồi. Dạ, con tạo cái kênh này là kênh thứ 3 rồi. Mình không biết cái kia bị vi phạm, bị xóa nick hoài thì cái này là cái nick thứ 3 là được có 100 mấy chục ngàn à. Còn ít lắm. Con nhờ mấy bạn này kích lên nè. Nhờ các nghệ sĩ đây nè, kích lên cái lên liền. Ủa? Ở đây mọi người không làm chứ làm cái toàn là tính triệu không. Không mà. Qua chú mới đăng có 2 tiếng đồng hồ thôi mà lên 7 triệu mấy view. Con thì con đâu có biết đâu, mình đang chơi thôi thì muốn nó lên như lên chứ mình đâu có không biết. Mình phải thật ra phải cái dạ. Nội dung nhiều. Dạ, con xin mời cô ạ. Dạ. Chào chị. Tao không biết hả? Chồng của My, dạ. Cái này bắt ba. Dạ. Rồi. Chào chú Quyền Linh. Rồi, mời chị ngồi đây ạ. Dạ. Dạ. Xin mời. Rồi, dạ. Em ngồi với bà xã đi ha. À, đây bà xui đó hả? Bác bán trà sữa chung á hả? Bác ba nó cũng thấy rồi, bác ba nó cũng cấp cáp nó cũng đẹp gái rồi. Bác ba phát hiện đầu tiên đúng không? Thì lỗi bác ba. Đẹp gái thì đốc mà về làm dâu rồi không đốc làm dâu hả? Đốc chuyện đốc mẹ này nè. Vậy là đốc thấy nó đẹp gái đó. Lâu lâu mà nếu mà mi nó ít làm á thì nhờ bà bắt ba qua làm phụ. Nói con. Thôi kệ, để từ từ nó làm nó còn nhỏ, nói nó từ từ làm con nhìn cái gì vậy? Con tên gì? Con tên gì á? Con tên Đậu. Đậu hả? À, hàng chi mẹ hàng Đậu. Sau này có vợ thì vợ hàng Đậu. À, ta vợ hàng Đậu mà đây là mẹ hàng Đậu. Mẹ hàng Đậu chắc hơn vợ hàng Đậu á. Chồng của My ơi, bạn giới thiệu về mình chút xíu đi. Dạ, chào chú Quyền Linh và chị Lê Lộc. Thì em tên là Bùi Duy Tạo. Hiện tại thì em đang kinh doanh tại nhà. Em 27 tuổi. Dạ. Con làm TikTok hả? Dạ, con thì công việc chính của con thì kinh doanh về bên xe cộ á. Ở nhà thì còn khi thời gian rảnh á thì con cũng có đam mê bên bên cũng diễn xuất này kia rồi á, thì con rủ vợ con quay TikTok. Thì lúc đầu thì quay thì cũng nói chung là cũng đam mê thôi, quay chơi vậy thôi.
Rồi sau khi tự nhiên được lên xu hướng TikTok á thì cũng nhiều người biết đến, thì vợ chồng con cũng có một cái động lực gì đó, thì vợ chồng con cứ tiếp tục quay, cứ kiên trì quay, thì người ta xem ít thì cũng vẫn tiếp tục quay, mình cứ đam mê trước cái đi. Rồi từ từ thì cũng có được nhiều người biết đến thì ủng hộ thì có mời bác Ba đóng chưa? Dạ bác Ba thì có mời bác Ba rồi, bác Ba mắc cỡ quá, qua không đóng. Đóng đi. Bữa nào đóng lợi vụ trà sữa gặp cái người đó đó. Có đóng dài. Đóng vui không bác Ba? À, TikTok vui không? Bác có nít TikTok không? Có chứ, ngày nào cũng coi. Có nít TikTok luôn hả? Mình tự quay đi. Có, coi hai đứa nó nè. Nhưng mình phải tạo cái nít của mình đó chứ, có không? Nít cô Ba xứ dừa gì đó. Không biết làm. Không biết làm hả? Trời ơi, tụi con muốn á, là hai người này theo tụi con á, tụi con phải lập cho mỗi người một cái trang riêng và đặt ví dụ như chị Ba xứ dừa rồi bà gì đó ha, ví dụ vậy, đặt cái nick đó để cho ta coi, ta chơi ta mê luôn, rồi quay thử một vài cái ta mê liền à. Mà mê rồi thì dễ đóng cho tụi con. Rồi mê rồi cái là đậu không ai trong luôn. Cho đậu đóng luôn, đậu làm TikTok luôn. À, kêu mặt nhôm chú lên nãy giờ luôn á. Nhôm ru à. Nhìn chú chăm chăm luôn. Nhôm ru luôn. Nhìn thì cũng nhìn chăm chăm luôn vậy đó. Nãy giờ luôn. Mai mốt luôn muốn làm người dẫn chương trình giống mắt Quỳnh Linh không con? Hả? Căng thẳng quá hả? Thật ra là cái câu chuyện ngày hôm nay nó vẫn còn đang vui, mặc dù con dâu cũng có những cái phần là chưa có hoàn thành nhiệm vụ của mình à, nhưng mà như nãy chú nói á, rồi cái gì nó cũng sẽ tới. Nếu mà cứ như thế hoài đó thì chắc chắn á, mẹ với ba con cũng sẽ buồn ha, đến càng ngày lớn tuổi cũng phải buồn. Mình nãy chú nói là hai vợ chồng phải trích ra cái thời gian nào đó để có thể làm một vài công việc giống như cái nhà đi. Bây giờ mình về tối nay về quét cái bàn thờ, nhà thờ lên trước liền luôn nha. Dạ. Trời ơi, giờ ở 2 năm mà chưa quét hết giáp cái nhà là thiệt là mẹ con cũng dễ lắm á. Dạ. Mà ở 2 năm mà cũng chưa nấu cơm nấu nước ngon lành trọn vẹn cho bà và chồng cũng hơi bị giấy đó nha. Rồi chắc cũng bể chén bát cũng nhiều lắm ha. Có, không có làm bể. Có không? Có cái ngày mới ngày cưới đầu tiên á, sáng cưới thì chiều con có sắc trái cây á, thì sắc cái dĩa cái mới giờ đưa dao xuống cái bụp bể cái dĩa. Bể gì hả? Ở dĩa tim đập cực nhưng mà chờ cái câu chửi của mẹ, nhưng mà không có nghe mẹ chửi, chắc mới quá nên là chưa có chửi. Nhưng mà bác Ba thấy hai đứa đó là sao? Thì giờ bác có lời khuyên gì cho hai đứa nhỏ không? Thì trong nó cho anh làm TikTok cho nó đã được nhiều người coi, đặng nó càng ngày càng phát triển. Có tiền đúng không? Có tiền. Thì hai chồng nó sống hạnh phúc là được rồi. Có gì nó mời mình đóng ba rồi. Sát bên luôn. Thì coi như hàng xóm đúng không? Đóng phụ nó để nó có tiền nó chia mình chứ. À. Rồi ngày hôm nay hai vợ chồng có muốn nói điều gì với mẹ cũng như là với bác Ba không? Đặc biệt là mẹ nè. Mẹ à, thì... My nói gì với mẹ mai mốt hai mẹ con Thì để con nói hay thông qua chương trình thì con muốn có đôi lời gửi tới mẹ con. Thì nói chung thì cuộc đời mẹ con thì nói chung mình cũng khổ cực, nuôi hai anh em con nói chung là cũng thôi đừng người vất vả đúng không con? Đúng rồi, nói chung mẹ con lo cho nó hai anh em con nói chung lo nhiều lắm à, lo cho anh em con nhiều. Thì đến hiện tại bây giờ thì cũng nói chung là xem em con những người mấy đứa nít vậy, nói chung là lúc nào cũng lo lắng từng đi từng tí, ăn trễ một xíu cũng không mời ăn đi, rồi tất cả việc trong nhà thì mẹ con làm hết hả, con làm cái thôi mày để tao làm cho này kia, không khi nào mà sai con với em con một tiếng nào hết á, giờ mẹ làm hết thì con muốn nói là thôi giờ anh em con lớn rồi thì chuyện kinh tế này kia đâu thì mẹ cũng đừng có nghĩ nhiều quá. Anh em con có thể mà đủ để lo cho cha với mẹ. Giờ mẹ nghỉ ngơi đi, sống vui với con cháu là được rồi, đừng có nghĩ nhiều nữa, đừng có lo lắng cho anh em con nhiều nữa, nghĩ về phần mình nhiều hơn đi.
Mày có nhắn gì với con của mình không? Nói đi. Thì nó nói vậy là vui rồi, nói gì nè. Nói con là nó biết nói luôn. Vậy là mừng rồi. Ừ. Thấy chưa? Mẹ con xúc động khi con nói những lời như vậy. Còn bé My, con nói gì với mẹ chồng con đi. Đau. Nghiệt nữa. Thì con cũng nói với mẹ là con còn dâu, con dâu cũng còn mới quá. Thì con cứ vô tư, không có suy nghĩ gì hết á. Mình cứ không có biết là phải làm như thế nào cho đúng. Thì lúc nào cũng sợ làm sai này kia. Không có... kiểu như là mẹ thì hay làm này làm kia, làm trước mình á. Mình không có biết giúp mẹ nhiều. Thì con sẽ cố gắng là con dậy sớm hơn, con làm, con phụ mẹ, không có để mẹ mà làm hết, làm nhiều như vậy. Con nó hứa vậy rồi đó. Chịu nói gì nữa với nó không? Thì hứa vậy thì được. Hứa vậy được. Để từ từ rồi nó biết. Ba có lời khuyên nào cho hai đứa nhỏ không? Thì cũng khuyên nó từ từ, mẹ nó dạy nó từ từ đó, thì nó biết, nó hiểu, nó tự nó phụ với mẹ nó. Thật ra thì cũng có gì mà mẹ khó với con đâu. Chứ đi, đây là bà mẹ rất là vui tính luôn á. Mẹ sẵn sàng bỏ qua mọi thứ. Giống như trai mẹ nói này là cái gì mẹ cũng dành làm hết trơn á. Nhưng mà mình cũng phải chú ý chút xíu. Lâu lâu đó mình quét nguyên cái nhà thử cái đi. Lâu lâu cái mình bày ra mình nấu một bữa cơm bất ngờ. Mình đi chợ từ A đến Z luôn. Mình mua đồ rồi mình giấu mẹ mình nấu bữa ăn nào đó. Cái mình quốc hòa với mẹ cái nấu mà... mình nêm đường nữa. Nêm đường nữa hả? Có học món nào đó con? Hả? À. Con làm được, cũng có món là chân gà sốt Thái ăn cũng ngon lắm, mẹ cũng hay ăn được món rồi. Ăn hoài mẹ cũng ngán. Hai năm có món cũng ngán. Hai con đổi trà sữa kho quẹt đi. Ví dụ vậy. Câu chuyện ngày hôm nay thì nó cũng đang dừng lại cái chỗ là còn giải quyết được. Đừng để câu chuyện đi quá xa. 2 năm rồi, 3 năm rồi, 4 năm rồi, 5 năm cũng như thế. Đến lúc nào đó mẹ con chịu không nổi nữa thì thật ra lúc đó khó xử lắm. Hả? Thì tính con thì nó vô tư lắm, cho nên là có gì mà mẹ không hài lòng gì con thì mẹ cứ nói với con đi. Qua con chương trình này sửa, là sửa đổi. Chương trình này cũng mẹ con từ từ thì hiểu nhau chứ. Không sao. Tại vì đôi khi chị cũng gọi là không cho, không nói cho nó kệ, nó không làm thôi, mình cứ làm. Mình nói đó, không có nói gì. Không có nói đúng không? Nhưng mà lâu lâu cũng nói đó, mình giữ trong lòng hoài đó. Có đôi khi mình cũng bực mình. Đến lúc rồi nó dày lên á. Nó nhiều việc quá lúc đó ức á. Rồi nó hơi mâu thuẫn lớn nữa. Thương cháu nè, thương cháu. Thương cháu hả? Thấy giữ cháu là mẹ làm hết trơn. Mẹ không có đợi mà con ngủ thì con làm không có. Thương cháu mà. Mẹ thương hai đứa con. Thương cháu của mẹ nhiều lắm. Chứ mà thế mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại mình phải nhìn lại chính mình. Để làm sao có thể gọi là chia sẻ với mẹ một vài cái công việc gia đình. Ngoài cái chuyện TikTok thì không có nói rồi, phải làm rồi. Nhưng mà mình dành thời gian, ví dụ một tuần mình dành trích ra một buổi nào đó, mình lo tròn vo cho mẹ chồng thử coi. Hai đứa con nhớ nha. Phải làm được điều đó. Theo chú nghĩ là phải làm. Chứ không phải là mình 2 năm rồi mà chưa làm là không được đâu. Nha. Rồi, cảm ơn gia đình rất là nhiều. Mong rằng từ đây tới cuối năm mình sẽ lau đi những giọt nước mắt của mẹ, giúp cho mẹ có thêm nhiều cái niềm vui nữa trong cuộc sống, và từ từ nhớ trả tiền cách xe TikTok cho mẹ. Lúc đó nó có tiền rồi đó. Lúc đó nó có tiền rồi đó. Rồi, cảm ơn gia đình đã đến tham gia chương trình. Chúc gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công ha. Chúc hai con hạnh phúc nha. Và thành công rực rỡ trên con đường mình đã chọn nha. Cố lên nào. Cảm ơn chú. Thấy là nó là vợ con là tốt đó. Thì đó, thì tôi cũng thấy là ăn dâu á. Cô có khuyên con trai mình không? Có khuyên. Thôi lúc chồng giận bỏ đi chỗ khác đi con. Chồng mình giận, mình biết cái tính, mình bỏ đi chỗ khác. Khi nào mà nó hết giận, con nói đại nó, nói to, nói nhỏ nó.
Dạ, mà giờ con chắc cô cũng ngưng công việc làm hồ rồi hả cô? Rồi đẻ đứa thứ ba, đứa ba rồi không có đi nữa. Ở nhà rồi cái lo nhà, nuôi bò, nuôi u đồ, cũng dành dụm ở nhà mần. Nó thằng kia thì mần không được, thì con này nó đi mần công ty. Đẻ nhỏ thứ ba xong rồi cái đi mần tiếp. Gần nhà không chị? Dạ, ở đây khoảng 1 tiếng đó chị. Cái tôi nói thôi giờ thẳng thẳng rồi, không ấy bay xanh nữa đi, xanh cho kiếm thẳng trai. Ba người con gái, hai đứa con gái rồi. Đầu là hai đứa con gái. Hai mới đầu hai đứa con gái rồi. Dù gì sau này nó cũng lo cho cha nó cũng đỡ. Mẹ an tâm tuổi già rồi. Có thằng nó đi không đúng không được, nó cũng già cả rồi, không có con trai. Ai về cái nó cũng nghe lời. Để đẻ, đẻ là đẻ ăn nhỏ sao. Lên hai vợ chồng dắt đi sàng lọc. Tôi cũng trông thiệt, có con trai hơn gái. Cái vô sàng lọc cái người ta nói vợ không biết trai gái gì đâu, nhưng mà chắc chắn là con gái. Điện thoại hỏi vợ mày sao rồi. Bà về bà hỏi nó. Mà hai vợ chồng cằn nhằn từ ở Bến Tre cho về nhà, không cho nhỏ ăn uống gì hết. Vợ về tới nhà luôn. Bà hỏi nó, cái tôi nói, ủa gì kỳ vậy. Tôi nói mày đừng nói vậy. Ví dụ giờ gái trai cũng được, nhưng mà tại đâu phải mình nó, cũng hai đứa hết chứ đâu phải mình nó đâu. Đúng rồi. Gái trai gì không được, thôi kệ đi con, gái cũng được nữa. Giờ đó lọt cái cục này ra rồi em, có cái ngày cha ơi cha cưng đội trên đầu luôn. Đừng có ép con gái phải sanh con trai nữa cô à. Cô có mong muốn sanh trai nữa không? Không, bây giờ thấy con dâu mình sanh đứa con gái sau này nè, thấy cũng tội nghiệp. Sanh đi sanh hai mẹ con đi lên sanh thì cũng khổ. Chở nó lên trên, nó nói mẹ ơi tự nhiên con muốn đau bụng rồi. Cái nó thôi vậy đi liền. Đi lên Bến Tre mà chú về Linh nghỉ coi. Đi một túi có 400 ngàn, đi đẻ thì có 400 ngàn. Lên nó ủa trời đất ơi. Tối bối rối hết trơn rồi, hồi đó cũng 11, 12 giờ đêm rồi. Cái giờ làm sao? Cái nhỏ cháu dâu nó đi theo, nó chở nhỏ này lên, nó đem tiền theo. Thì lên đủ tiền đóng 4 triệu. Còn có 400 ngàn ra mua đồ cho con nhỏ này chứ chưa mua được đồ em bé nữa. Nó khổ vậy đó. Cái sau lên cái rồi vô cái mà con nhỏ này nói chung là sanh đứa thứ ba vậy chứ cũng sanh lẹ lắm. Thôi đừng có sanh nữa. Mai mốt mà chồng con với mẹ chồng mà bắt đẻ nữa là không có đẻ nữa nha con nha. Dạ. Không, đẻ dạ không? Thôi giờ không đẻ nữa. Thôi đâu. Nha. Trai gái như nhau hết. Đúng quan rồi. Trọng là nó khỏe. Mai mốt có lớn lên nó lo cho mình. Còn mình mà đẻ càng nhiều mình càng khổ thêm nữa đó. Bởi vậy. Mà khổ nhất là... Nhất là con bé. Đúng rồi cô ạ. Mới lần đầu lên vô nhập viện cái cô bác sĩ mới nói vậy. Sanh đứa thứ ba này coi chừng là băng huyết mà tử vong từ mẹ đến con. Mà con nhỏ này là ký giấy là cương quyết rồi hả? Con vậy thì cứu con chứ đừng cứu mẹ. Nó cam đảm tới vậy luôn. Cái tôi mới nói cô đừng làm vậy. Con đi đẻ không có chồng gì con thấy tuổi không? Dạ con cũng không tuổi này, con biết cái hoàn cảnh. Tại vì chồng con thì không có đi đứng được như người ta, mình không có chăm sóc cho con được. Nhưng mà bù lại con được mẹ chồng con lo rất là tận tình luôn. Thậm chí ngay cả mẹ được con chưa lo được như vậy. Mẹ chồng con thương con lắm đó. Thì thương con dâu lúc mà. Lúc đầu cho lúc cuối luôn, nãy giờ kể dạ. Thấy mẹ chồng rất là thương con. Nhưng vì hoàn cảnh nó rất là khó khăn, mẹ chồng bây giờ làm hồ để lo cho con thì với lại cháu nữa. Cô dạ. Thấy không, bây giờ đẻ nhiều khổ chứ được nhiều cô vậy, khổ. Giờ cô có đẻ thêm thằng con trai nữa đi cũng càng khổ thêm nữa. Kinh tế mình là ai là trụ cột chính cô? Nhà kinh tế trụ cột chính là có đứa con gái. Hiện giờ thì tôi cũng nhờ một đứa con gái. Lấy chồng chưa? Thì có chồng rồi mới nhờ nó. Trời ơi, nửa đứa nó có con có chồng nữa. Nước ngoài, nước Pháp. Thì hồi đó thì nghèo thiệt. Đẻ nhỏ thứ hai, cháu nội thứ hai tôi cũng còn nghèo. Nhà nước cho được cái nhà tình thương. Con cũng bận rồi, nhưng mà giờ vậy đó. Con đi làm tháng được nhiêu? Mẹ con hồi con chưa có sanh bé á. Con đi làm tháng có 4 triệu mấy, 5 triệu à. 4 triệu mấy, ba đứa con. Dạ. Ông chồng không có làm gì ra tiền hết. Mẹ cũng làm gì ra tiền hết. Mẹ có ngại nhà đi cắt cỏ bò. Chuối thì đứa em thì lâu lâu nó có thì nó cho giúp đỉnh, còn không có thì thôi. Rồi thí dụ gì nó không có thì sao? Con lấy gì con nuôi ba đứa con mà
Còn muốn đẻ hai đứa tù tì với đẻ nữa. Hiện giờ đẻ hay không do vợ chồng nói ra, mình đâu có cấm cản được phải không? Có khi nào chồng con kêu con đẻ đứa con trai nữa không? Anh nhiều khi anh cũng nói có đẻ cho sanh cho anh thêm thằng trai nha. Ổng đâu có đẻ nuôi đâu. Ổng có kiếm con khác. Rồi xong rồi ảnh thường nói là nếu mà con không sanh thì ảnh kiếm người khác sanh. Cái con mới nói em cho anh kiếm người khác sanh luôn, tại vì em có mẹ bảo kê em không sợ. Đúng. Thì nói vậy chứ bây giờ là thôi tôi cũng nghĩ là thôi nó ốm yếu quá thôi kệ ba đứa được rồi. Trời, trai gái gì vậy được đi chứ. Yếu là không là do ba đứa con gái á. Dạ. Cô phải nói chuyện với con trai cô như vậy. Chứ nói thì nói con trai vậy nhưng mà mấy cô á, mày đẻ cho tao năm đứa con gái của Long công chúa cho tao. Rồi mấy cô á, cô có cho tiền không? Mấy cô có cho tiền không? Đó lắc đầu kìa. Cho tiền thì tôi đẻ cho. Nhưng mà thường thì mỗi ngày chị đi làm thì ai trông ba đứa nhỏ? Em về em nghỉ ở nhà luôn rồi. Ồ vậy rồi, hả? Xong. Thì hồi sanh con nhỏ ra đó là tới giờ luôn là không có đi làm nữa. Cô có đi làm nữa không? Không luôn. Đây có đi làm không? Không. Ông chồng có đi làm không? Không. Ba người trong nhà không đi làm, nuôi ba đứa con. Nuôi ba con bò để hàng năm nó có đẻ bò con nuôi bò ba. Bò đẻ thì được. Người đẻ không được. Giờ cô làm sao cô nuôi bò càng đó, đẻ nhiều càng tốt. Thì đó bây giờ nuôi ba con dạ. bò. Sáng bữa nào cũng đi cắt 6 bó cỏ về cho ba con bò đó ăn. Bây giờ đề xuất là bò đẻ, cấm người đẻ. Giờ được không? Cần, giờ không cho người đẻ mà cho không bò cho đẻ. Người đẻ nữa. Dạ. Cô đồng ý không? Đúng rồi, giờ cho bò đẻ chứ không cho người đẻ. Cho bò đẻ, con đồng ý không? Dạ chịu. Chịu nha. Dạ. Nhưng mà chị Nghĩa ơi, ngày hôm nay đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đó thì em không biết là giữa chị và mẹ chồng có những cái buồn vui hay là có điều gì chị muốn nói với mẹ chồng không? Dạ buồn vui thì em nghĩ chắc không có. Nhưng mà cái điều mong muốn của em là mẹ được nhiều sức khỏe. Hiện tại thương em như thế nào thì trong tương lai sẽ thương em còn nhiều hơn thế đó. Thương là chắc rồi đó. Thương chứ. Thương lắm. Mẹ nhiều con gái mình ở xa, con dâu cũng như con gái. Mẹ thương con gái. Có thể nhiều khi thương con dâu cũng, con gái nhiều khi nó cũng phân bì. Mẹ thương chị hai nhiều hơn con. Nói là con ở xa, con có mẹ chồng bển, mẹ chồng với chồng con thương con. Còn ở đây thì mẹ thương dâu cũng như con vậy, nhưng mà chắc thương con dâu nhiều hơn quá. Vì diện dâu nó lo cho mình. Còn con gái thì nó cũng, mình cũng thương nó nhưng mà nó có chồng ở xa rồi. Sớm hôm tắt lửa tối đèn con cũng nhờ dâu con mà. Dâu đúng rồi. Dạ. Đó. Còn con dâu con ruột mình ở xa quá nó không lo vậy. Đúng là con dâu con ruột nó phải thương chị dâu nó nhiều hơn. Và nói đây nói chơi chứ em trai đó ở nhà, những cái lời chia sẻ từ nãy giờ của chú Quyền Linh với mẹ con đó, con cũng suy nghĩ đi nha. Mình khó khăn lắm đó chứ không đơn giản đâu. Đừng có cố gắng sinh đứa con trai không được gì đâu con. Không được gì hết trơn á. Thấy không? Nó chỉ khổ thêm cho mẹ con với lại vợ con thôi. Mà còn khổ hơn nữa, tới chừng mà không có tiền rồi lúc đó nó mới thấy cái khổ kinh khủng khiếp nữa. Phải như vậy, nó nói vợ không đẻ, mượn người khác đẻ. Ai mà đẻ cho con? Người ta thấy vậy ta sợ rồi. Con nói thiệt với cô chứ bây giờ nhiều cô gái thấy vậy người ta rút lui chứ. Rút lui gì, tại chú Hồ Linh nói vậy chứ nó tiền nó đi không được chứ hồi nó còn con trai hả? Nó ghệ nhóc luôn, đám cưới với con này mà con kia xuống khóc năn nỉ biểu đừng đám cưới với con này nữa đó. Lúc đó khác cô à. Lúc người ta chưa biết. Bây giờ ta biết rồi đó. Nó ghê dữ lắm á. Lúc đó khác cô à, lúc này khác. Cô tin con đi. Không có người phụ nữ nào mà thấy gia đình ta ba đứa con là vô đẻ thêm cho ta đứa nữa đâu. Mà gia đình mình nói thật ra cũng đâu có khá gì đâu. Mình thấy được cái bức tranh mình như vậy chứ mình đừng có tưởng là trời ơi nó thiếu gì thằng đứa đẻ. Con không biết là hai mẹ con mình có hợp hay là không hợp nhiều điều không cô? Hai mẹ con ngồi nói chuyện hay là có cái chuyện gì hay là kêu con ơi con mặn này với mẹ thì nó có cái tật hả mặn nặng cái gì với mẹ là cười ngắt chọc mẹ. Dạ. Thấy con dâu mình vậy cũng tội nghiệp cũng thương. Dạ. Thì thôi con dâu nó cũng thiệt thà cái gì cũng chọc mẹ chồng cũng hợp hả đi mà cái gì nấu ăn cái gì ha mẹ ơi chiều nay mình ăn gì ô nó ăn gì ăn. Có còn cho con gẹo mẹ nữa, nhiều khi ai lại chơi đòi cáp mẹ người này người kia vậy á. Con mới nói giờ muốn cáp mẹ con cũng được nữa, giờ đưa con 200 triệu đi con gả luôn. Gả vợ chồng 200 triệu rồi 200 triệu nghe không? Có một bữa có cái anh lại chơi nói con dâu bà gả bà cho
200 triệu, giờ bà chịu không? Tôi nói trời ơi, giả 200 triệu dữ vậy hả? Ừ. Có bao giờ con nói là yêu thương với mẹ chồng con chưa? Dạ, con thì giống như con người sống nội tâm, con không có nói ra. Nhưng mà con làm hành động thôi, dùng nhà bệnh thì con lo. Con nấu cháo hay là hỏi mẹ ăn gì con nấu thôi. Tại vì con không có phải là người sao dễ ấy ra ngoài. Cũng như là thương để trong lương tâm, không nói ra. Con thường xuyên nấu đồ ăn cho mẹ ăn được. Món gì mẹ con khoái nhất? Mẹ thì chị con hay nấu món lẩu. Lẩu ha? À, phải ăn cái gì mà ví dụ như ăn gì thì kêu con làm nước mắm. Thì còn mẹ chỉ dự ý là nước mắm với lẩu thôi. Rồi, thôi cảm ơn hai mẹ con rất là nhiều về cuộc trò chuyện hôm nay nha. Dạ. Chúc cho mẹ con thật nhiều sức khỏe. Dạ. Chúc cho mấy con bò nó đẻ nhiều càng tốt. À. Chứ mọi đẻ nhiều. Dạ. Bò đẻ chứ người không đẻ. Không đẻ. Ba đứa nhỏ nó có sức khỏe, nó lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương. Ừ. Đủ cơm, đủ cháo, lo cho nó học mới lớn là được rồi. Ba đứa nhỏ nó sẽ lo là cho cha mẹ, ông bà. Chúc cô mạnh khỏe. Dạ. Hai mẹ con. Rồi, cảm ơn. Dạ. Hai mẹ con gặp nhiều may mắn nha.